Vâng, thưa quý vị, trở lại cùng quý vị trong chương trình livestream trong ngày hôm nay, tường thuật cùng quý vị về không khí buổi tang lễ giáo sư Tô Văn Lai. Ngày hôm nay thì chúng tôi đã nhận được rất nhiều các nghệ sĩ, các thân hữu từ khắp nơi về đây, rất là đông thưa quý vị, để cùng chia sẻ những giây phút cuối cùng với giáo sư Tô Văn Lai. Một trong những niềm vinh hạnh mà chúng tôi bây giờ xin hân hạnh được giới thiệu đến cùng quý vị là cũng là một gương mặt nổi bật trong làng văn nghệ của Việt Nam từ trước năm 1975. Xin trân trọng giới thiệu đến cùng quý vị nhạc sĩ Ngọc Chánh. Dạ, con mời chú. Chắc là quý vị còn nhớ nhạc sĩ Ngọc Chánh là một người trưởng ban nhạc của ban nhạc Shotgun lừng danh, và ông cũng đã có sinh hoạt trong lĩnh vực văn nghệ ở tại hải ngoại từ cũng như là từ trong nước. Thủy, hình như là mình bữa nay mình có cái hình của chú Chánh với lại em xin là thay thế anh. Chú ơi, đây là cái hình của ba con với chú nè. Trời ơi. Thật sự quý vị ơi, Thủy rất là hân hạnh mà dậm cảm thấy như rất là bồi hồi. Tại vì chú Ngọc Chánh đó, là nếu quý vị biết những cái băng Sài Gòn ngày xưa là Shotgun, và qua hải ngoại chú cũng sản xuất những cái băng nhạc mà rất là bán chạy như tình Trần Thiện Thanh rồi này. Đó thì chú Ngọc Chánh hôm nay đến viếng ba. Chú, nếu mà con thật sự con, cái ước mơ của con từ lâu á là con có thể có một cuộc phỏng vấn với chú. Nhưng mà con cũng không ngờ hôm nay chú đến viếng ba con. Xin chú cho con xin vài lời với khán giả. Dạ. Trước hết là xin tạm biệt anh Lai, người bạn thân thương của tôi. Trước 1975, anh em chúng tôi thường gặp nhau rồi tâm tình với nhau. Hôm nay anh ra đi, tôi có đôi lời xin anh yên nghỉ giấc ngàn thu. Dạ, kính chào anh. Dạ thưa chú, hồi nãy chú có nói con, lúc mà trước đứng trước quan tài ba con, chú có nói con về những người làm ban nhạc đó cùng dạ. Một tuổi á, xin chú. Dạ. Tôi còn nhớ là anh em làm văn nghệ chúng tôi có 4 người. Dạ. Cùng một tuổi. Tức là tuổi Sửu. Dạ, Đinh Sửu. Dạ. 1937. Tôi trong 4 người có lẽ là tôi là người lớn tuổi nhất. Tôi hơn anh nhạc sĩ Lâm Phương 7 ngày. Dạ. Và tôi lớn hơn anh Lai 2 tháng. Dạ. Ba con sinh tháng 5. Dạ. Dạ. Hoàng Liêm 3 tháng. Dạ. Anh em chúng tôi là 3 người đã ra đi. Còn lại tôi thì cũng sẽ ra đi theo các anh. Xin các anh yên nghỉ trước và chào các anh. Dạ thưa chú, con xin có đôi lời với khán giả. Thì quý vị thật sự đó, hồi nhỏ khi gặp chú Ngọc Chánh thì rất là bồi hồi. Tại gian hàng của má con là kế bên là gian hàng Shotgun, và một bên nữa là Khai Sáng. Nếu quý vị biết những cái băng nhạc của Shotgun ngày xưa thì rất là bán chạy. Và thêm nữa chú là phát hành những loạt băng như là các cuốn băng Chế Linh Tình Bơ Vơ, Chế Linh 4, có bài Mùa Thu Lá Bay. Và một cái nữa là con ngồi xưa đó, con rất là hồi con còn nhỏ, con đều qua gian hàng Khai Sáng. Chú là sản xuất những cái tờ nhạc đó, nhất là những tờ nhạc của bác Phạm Duy, Tuổi Sợ Ma, Tuổi Thần Tiên, tất cả con mua, con về con hát. Và chú là phát hành những băng nhạc trẻ. Nếu nói chú đó, chú phải nói là một trong những người mà nghe là pioneer về nhạc Việt Nam. Trước năm 1975, chú sản xuất cải lương nữa, những tuồng cải lương Hồ Quảng còn nhớ nè, Võ Tòng Sát Đẩu nè, Thất Tinh Mai rồi nè, những cái tuồng đó là, trời ơi, con nói thiệt, con là con đã từ lâu con ước mơ có một cuộc phỏng vấn của bác để nhớ lại những cái kỷ niệm, những cuốn băng Thanh Thúy cũng chú phát hành, cũng chú thực hiện luôn. Dạ. Và chú ngoài ra khi ra hải ngoại, Vũ Trường Ricks rất là nổi tiếng, quận Cam, làm những cái cuộc mà thi tuyển lựa, như hồi đó mình có tuyển lựa với chú Duy Khánh, chú Duy Khánh làm giám khảo. Yeah. Ba con cũng làm giám khảo. Đây con nhớ, đây nè ba con chụp đây, và con nhớ đây, trên đây nè, đây là hình của ba con với chú Lâm Phương ở Vũ Trường Ricks, một cuộc thi hát đó. Yeah. Đó thì nói thiệt, chú Ngọc Chánh là đối với ba thì giống như là núi Thái Sơn vậy. Nếu mà quý vị những người nào trong ngành sản xuất băng nhạc trước 75 thì chú Ngọc Chánh là
phải nói là rất là, mà chú cũng là ban nhạc nữa, trong ban nhạc của Shotgun nữa. Dạ, con nhớ rất là nhiều. Hôm nay con rất là hân hạnh, con rất là vui mừng được gặp chú, và con cầu mong chú thật nhiều sức khỏe, chúc chú thật nhiều sức khỏe. Con vẫn theo dõi Facebook và thấy chú chụp hình rất là đẹp. Những cái hình đó là chú chụp hay sao? À, chú chụp hả? Đây là cái hobby mới của chú. Vâng. Dạ, con cảm ơn chú rất nhiều. Dạ, con xin cầu chúc chú rất nhiều sức khỏe và cho con xin gửi lời thăm cô. Dạ, cảm ơn chú rất nhiều. À, ngày xưa chú cũng có nhà in nữa. Khi qua bên hải ngoại này là chú mở nhà in, là nhà in Perfect Printing. Nếu quý vị xem những cái bìa cassette ngày xưa đó, mà in mà có mạ vàng rồi kia cũng là chú Ngọc Chánh. Nghĩa là mình phải nói là núi Thái Sơn trong ngành sản xuất ban nhạc, từ trong Việt Nam ra hải ngoại. Con cảm ơn chú rất là nhiều đã đến thăm ba con cảm ơn chú. Dạ, à, em đưa microphone cho anh Dũng nha. Rồi, cảm ơn anh Thi. Dạ. À, cho con muốn phỏng vấn chú vài câu nữa, cho anh xin phép nha. Là vì là Thủy có nhắc tới cái những cái chương trình mà tuyển lựa ca sĩ đó, thì đây là giải nhất nè, rồi Khánh Hoàng cũng giải nhất đời sau nè. Đó, thì đây là cái người đã tổ chức những cái chương trình tuyển lựa giọng ca vàng vào cái thời điểm năm 93-94, và sau đó tiếp tục cho đến năm 95 thì chú đã làm. Ngoài ra đó thì chú cũng đã từng đóng góp rất nhiều trong cái việc sáng tác. Chẳng hạn chú cũng có những cái tác phẩm chung với nhạc sĩ Phạm Duy, phải không ạ? Cái bài mà nổi bật nhất có lẽ là Ngự Quan. Dạ đúng rồi. Dạ. Lời Ngọc Chánh nhạc Phạm Duy, phải không ạ? Dạ. Dạ. Không, nhạc Ngọc Chánh. Nhạc Ngọc Chánh lời Phạm Duy. Dạ vâng. Còn một bài nữa chú. Một bài nữa cũng rất nổi tiếng, Phút Đầu Gặp Em. Không, ba bài thôi. Dạ. Chú, nhưng mà bài nào nó cũng là đại chúng. Vâng. Lắm, phổ biến lắm. Bài Bao Giờ Biết Tương Tư. Bao Giờ Biết Tương Tư. Thế... cũng biết chung với chú ba với bác Phạm Duy. À, rồi cái bài Tôi Biết Buồn có Thanh Lan đây. À dạ, Ô Tôi Biết Buồn là cái bài mà chị Thanh Lan đã đoạt giải ở Nhật, đúng vâng, không? Vâng, đúng. Vâng. Đó là một trong ba, chỉ viết có ba bài thôi, nhưng mà ba nhạc phẩm đó đã để đời. Cho nên là nãy giờ đấy, cô Tiểu Thủy đúng là cô gặp chú, cô rất là hồi hộp, rồi với nó gợi nhớ lại tất cả một cái quãng thời thơ ấu. Cảm ơn chú rất nhiều. Dạ, chính chú có một vài lời với cô Thúy Nga. Dạ. Tôi với lại chị Thúy Nga cũng là bạn thân. Tôi còn nhớ cái ngày đầu tiên mà chị Thúy Nga với anh Lai từ Pháp qua thì gặp tôi. Anh em chúng tôi rất là vui. Và ngày đó thì chị Thúy Nga có trung tâm ở bên Pháp. Thì tôi cũng có gửi chị một số bìa băng để chị phát hành ở bên Pháp. Đó là một cái kỷ niệm đầu tiên mà khi mà anh chị qua đó, là định làm video thì có gặp tôi có đến thăm anh chị. Hôm nay thì anh ra đi, chỉ còn lại chị. Chúc chị sức khỏe tốt, và trung tâm Thúy Nga luôn luôn thăng tiến, vẫn là trung tâm số 1 của hải ngoại. Cảm ơn chú Ngọc Chánh rất là nhiều. Xin cho cháu gửi lời thăm cô và cháu. Các anh chị trong nhà. Chúc chú luôn luôn sức khỏe. Dạ. Vâng, thưa quý vị, vừa rồi là nhạc sĩ Ngọc Chánh đã cùng chia sẻ những cảm nghĩ của ông với một đồng nghiệp lâu năm của mình, đó là trung tâm Thúy Nga. Giám đốc trung tâm Shotgun chia sẻ những ý nghĩ của mình về trung tâm Thúy Nga. Thật là đáng quý. Dạ, con cảm ơn chú. Và bây giờ thì chúng tôi, cái nhân vật mà hồi nãy chú vừa nhắc đến bài Tủ Biết Buồn đó, ca sĩ Thanh Lan, chúng tôi xin hân hạnh mời đón chào nữ danh ca Thanh Lan. Lâu lâu mới gặp anh. Thường thường đó thì trước hết Thanh Lan xin kính chào quý vị. Ban nhạc trẻ sáu. Ban nhạc trẻ sáu, chú Ngọc Chánh đây nè. Tuổi Biết Buồn nè, tất cả trời ơi con nó thì rất là hân hạnh, rất là một trời kỷ niệm mà lừng lẫy luôn. Trước năm 75, con cảm ơn chú đến thăm ba con nha. Cảm ơn chú. Cảm ơn cô. Dạ, cảm ơn Marie. Cảm ơn anh Ngọc Chánh, hôm nay gặp lại anh rất là vui. Tại vì thật ra không, cái không khí này đáng lẽ mình không được vui, nhưng mà
lâu lắm mới gặp anh một lần. Cái lần cuối cùng Thanh Lan nhớ là hát trong cái đêm Sài Gòn đó. Đúng. Đó, thì cái chữ Sài Gòn á, anh Dũng, khi mà mình nghe tới cái chữ Sài Gòn là tự nhiên trong lòng mình nó thổn thức. Tức là mình chỉ muốn ôm lấy nhau thôi. Tại vì những người Sài Gòn cũ bây giờ đâu có còn bao nhiêu đâu, đúng không? Nên mình gặp nhau mình được cả một trời thương nhớ. Dạ. Anh còn nhớ kỷ niệm anh em mình gặp đi Nhật. Đi Nhật, dạ vâng. Nhớ chứ. À, dạ. Tôi biết buồn. Dạ. Cái chỗ đó Budokan Hall đẹp ghê anh hả? Chỗ đó chứa được tới 10.000 khán giả đó mà ban nhạc không là cả 100 người. Mà trong khi đó, kính thưa quý vị, trước đó Thanh Lan chỉ có hát TV với Thâu Băng thôi. Nên lần đó qua đó thấy, ôi trời ơi, sao ở ngoại quốc họ có cái sân khấu đẹp thế, không biết bao giờ Việt Nam mình mới có. Năm đó chị bao nhiêu tuổi? Năm đó chị mới có khoảng 24, 25 gì á. Còn một non chẹt, kêu là non chẹt. Lúc đó là vừa tuổi biết buồn thôi phải không ạ? Tuổi biết buồn, chưa biết buồn luôn. Chú cái cơ duyên nào mà chú sáng tác cái bài Tuổi Biết Buồn? Để dành cho cái cuộc thi đó riêng thôi hay sao? À, thưa thì ở bên Nhật họ qua mời dự thi. Dạ. Thì tôi với anh Phạm Duy. Dạ. Chú nhìn vào máy. Tôi với anh Phạm Duy có tham dự. Và anh Phạm Duy thì đề nghị tôi viết nhạc. Sau khi tôi viết xong đưa anh Phạm Duy. Và anh Phạm Duy viết lời. Nhưng mà khi tôi viết á, có lẽ Thanh Lan cũng không biết chuyện này. Khi dạ tôi không. Viết đó dạ. Là tôi chỉ nghĩ đến Thanh Lan. Xúc động quá. Dạ. Bài đó khó chứ không phải dễ hát đâu ạ. Mà lúc đó mình còn non choẹt à. Chưa có biết buồn nó lấy gì mà hát cho ra buồn. Nên là cũng cố gắng. Khi tôi viết á, thì cái đầu tôi Thanh Lan lặng vào. Cũng như tôi viết cái bài Ngữ Quan thì tôi tất cả tôi nghĩ tới Phương. Phương, dạ. Đó cũng là cái lý do có người hỏi tôi sao bây giờ Thanh Lan hát vẫn lại nhất cái bài đó, cũng như Phương hát cái bài Phết Thù mà hay nhất, cũng khó có người nào sau này qua được Phương cũng như Thanh Lan. Thì thưa, tại vì khi tôi viết, tâm hồn tôi để vào tiếng hát của Phương và của Thanh Lan. Dạ. Thì hôm nay anh Ngọc Chánh mát tay lắm. Anh mà đã nghĩ tới ca sĩ nào là trước sau gì ca sĩ đó cũng lên thôi. Lên trong lòng quý vị. Không, khi cái bài đó thì không có nghĩ tới ai hết. Tôi viết cho cuốn phim Điệu Ru Nước Mắt. Rồi sau khi mà cuốn phim ra đời, tôi mới đưa cái nhạc đó anh Phạm Duy viết lời sau. Đó. Bài đó không có ca sĩ nào mà chưa hát hết. Yeah. Anh Dũng có hát chưa? Đó. Cảm ơn chú cho một chút. Vâng, thưa quý vị, trong cái phút giây mà tiễn đưa một người ra đi thì cái duyên kỳ ngộ và cái duyên tao ngộ đã trở lại. Ngày hôm nay đó, chúng tôi đã ghi nhận được rất nhiều các khuôn mặt mà có lẽ là từ lâu không có gặp gỡ. Trong ngày hôm nay là một cái ngày hội tụ mà bao nhiêu tình thân cùng trở về để cùng đưa tiễn một người đi, và qua đó lại kết nối những tình thân từ bao nhiêu năm. Quý vị nhìn thấy cái sự xúc động của cô Marito khi gặp lại một cái ông giám đốc trung tâm ban nhạc bên cạnh trung tâm nhà mình. Sự xúc động của ca sĩ Thanh Lan khi nhắc lại về những cái kỷ niệm, về những cái hồi ức bao nhiêu năm trước khi cô trình bày bài hát của một nhạc sĩ mà bây giờ lại cùng hiện diện ở trong một cái buổi để tiễn đưa một người khác. Cái điều đó vô giá và quý vô cùng. Và chúng tôi hy vọng rằng những cái phút giây này, những cái thước phim này sẽ là những cái thước phim giá trị, thưa chú. Một mai khi mà chúng ta từ giã cõi đời thì đây chính là những cái tư liệu mà có lẽ là lớp trẻ về sau sẽ biết được cái sinh hoạt của nền âm nhạc Việt Nam của chúng ta từ trong nước ra đến hải ngoại như thế nào. Cảm ơn chú rất là nhiều. Dạ. Cảm ơn Dũng nhiều lắm. Dạ. Cảm ơn em. Dạ, rất là xúc động gặp lại anh. Lúc này anh còn chụp hình không?
Hình ảnh chụp đẹp lắm á. Bây giờ thì xin phép hỏi chị Thanh Lan nè, những cái phút giây bồi hồi như vậy đó, với những cái điều mà chị vừa chia sẻ, thì trong cái ngày hôm nay mình đến để đưa tiễn giáo sư Tô Văn Lai, những kỷ niệm nào mà chị đã từng có mà chị muốn nhắc nhở lại cùng với khán giả trong ngày hôm nay? Dạ vâng, thưa quý vị, thật tình ra thì trước 75 Thanh Lan không có được dịp quen anh Tô Văn Lai. Nhưng mà khi mà Thanh Lan qua tới hải ngoại năm 93 thì anh là một trong những người đầu tiên mà đã đưa hình ảnh Thanh Lan lên. Lúc đó thì chưa có phải là DVD mà là quay hình ảnh rồi gửi đến tất cả quý vị. Video hồi thời đó chưa được kêu là DVD. Thì Thanh Lan đã có mặt trên những video của Trung tâm Thúy Nga. Vẫn nhớ nụ cười hiền hòa của anh những lần đầu tiên gặp gỡ. Phải nói rằng anh là một người có nét mặt rất là hiền hòa và một cái tấm lòng yêu thương đến tất cả các nghệ sĩ, các ca sĩ, nhạc sĩ. Nên là mới đây thôi, năm ngoái Thanh Lan lên Music Box và hát cho một show của Trung tâm Thúy Nga tại Sài Gòn Performing Arts Center. Và Thanh Lan đã gặp anh Lai nhiều lần, rất nhiều lần trong năm ngoái, mà không ngờ rằng năm nay lại đến đây với cái cảnh quạnh hiu như thế này. Toàn là... Nhưng mà ở đây thật tình là Thanh Lan nhìn kỹ thì không có thấy một màu tăng tóc, mà chỉ thấy tình thương của tất cả mọi người dồn đến cho anh Tô Văn Lai, là một tên tuổi lớn trong làng văn nghệ hải ngoại và hiện nay là quốc tế. Vì trong bất cứ đất nước nào cũng có người Việt Nam, và ở tại đất nước nào cũng có những người đang thương tiếc anh Tô Văn Lai. Cảm ơn chị Thanh Lan rất là nhiều. Chị có một vài lời đến với cô Thúy Nga cũng như là gia đình Thủy Thi và Kim. Dạ vâng, với gia đình của anh Tô Văn Lai, chị Thúy cũng như là Marito và Huỳnh Thi, thì đối với Thanh Lan là một cái gì đó nó rất là thân thương. Mỗi khi gặp là vồn vã, mỗi khi vô tình hoặc là hẹn hò nhau đi thì vẫn là những cử chỉ rất là thương mến Thanh Lan. Chính những cái lòng thương mến đó khiến cho Thanh Lan có cái can đảm và cái sức mạnh để tiến bước mãi trên con đường văn nghệ, để gửi đến quý vị tất cả những gì Thanh Lan đang làm và còn sẽ làm trong tương lai. Xin cảm tạ gia đình anh Tô Văn Lai, chị Thúy, Marito, Huỳnh Thi và tất cả các em, các cháu trong Trung tâm Thúy Nga. Cảm ơn chị Thanh Lan. Con cảm ơn chú một lần nữa. Con kính chúc chú lúc nào cũng sức khỏe dồi dào. Kính chúc chị Thanh Lan lúc nào cũng tươi trẻ và vẫn tiếp tục viết lách. Chị sắp sửa ra mắt một cuốn sách, phải không? Nhắc tới thì chi, cái chỉ là những cái chuyện nho nhỏ về gia đình mình thôi. Dạ, nói về ông bà, cha mẹ mình và con cái mình, nói chung là bốn thế hệ trong đó, cho nên nó dài lắm, nó dài tới 400 trang lận. Mà thời gian này thú thật là Thanh Lan thương anh Tô Văn Lai và Thủy lắm, nên mới cố gắng sắp xếp tới đây. Còn mấy ngày nay đang bù đầu bù cổ trong nhà in á. Dạ vâng, để lo hoàn chỉnh cái cuốn sách là của tại mình. Vì 21 tháng 8 đã ra mắt rồi mà không làm cho lẹ thì in không kịp. Tại nhà sách Tự Lực phải không ạ? Dạ vâng, nhà chúc sách Tự Lực sẽ rất thành công. Dạ, trong anh Dũng đến nhá. Dạ vâng, chắc chắn rồi. Thì nói thiệt chứ em muốn mời anh lắm mà anh dáng tới được không? Chứ em thì em nói thiệt anh là em không dám mời đó, tại vì em sợ anh không có khỏe. Dạ, để cho anh nghỉ ngơi, anh đến nhá. Trời ơi mừng quá. Dạ. Thế thì thưa quý vị, đấy là hương hồn của anh Tô Văn Lai đang giúp cho Thanh Lan đến ngay cái đúng lúc mà có anh Ngọc Chánh, là chứ mình đâu có hẹn nhau đâu. Duyên kỳ ngộ. Dạ vâng. Đấy, mà Thanh Lan có cái tật nói mà hồi hay xúc động, hay chảy nước mắt, xong hồi là rớt lồng nheo bây giờ. Dạ vâng, thưa quý vị, dạ Thanh Lan rất cảm ơn anh Ngọc Chánh cũng như anh Dũng. Dạ vâng, chị. Anh Dũng thì luôn luôn show Thanh Lan bao giờ cũng đến hát giúp, không có đòi tiền. Dạ, đến nhé. Con cảm ơn chú. Dạ.